Lương Cường yết kiến họ Tập, liệu Tổng Bí thư Tô Lâm có chịu xuống thang hay không? Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nổi tiếng là nhân vật bắc thân Bắc Kinh tới mức từng bị cáo buộc là thái thú của Trung Quốc tại Hà Nội. Tuy nhiên, theo một số nhận định, trong những năm gần cuối đời, bởi nhiều lý do khác nhau, ông Nguyễn Phú Trọng đã buộc phải đưa ra cái gọi là chính sách ngoại giao kỳ chè. Một trong lý do có lẽ cũng do Tổng Trọng hết chịu nổi những áp lực của lãnh đạo Trung Nam Hải với Đảng Cộng sản Việt Nam. Khác với người tiền nhiệm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được cho là một chính khách thực dụng. Theo một số nhận định, ông duy trì một chính sách đối ngoại thân Hoa Kỳ và phương Tây, đồng thời quan hệ có giới hạn với Trung Quốc và Nga. Bên lề cuộc họp lần thứ 79 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, việc ông tiếp xúc với Tổng thống Mỹ và ngay cả với Tổng thống Ukraine Zelensky là một minh chứng rõ ràng cho điều đó. Mới đây, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã bất ngờ sang Bắc Kinh để mở yết kiến ông Tập Cận Bình từ ngày 10 đến 12 tháng 10 vừa qua. Theo truyền thông nhà nước, chuyến thăm của ông Lương Cường với mục đích là thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tại cuộc gặp với lãnh đạo Trung Quốc, ông Lương Cường được cho là đã đề nghị hai bên, Việt Nam và Trung Quốc, kiểm soát và giải quyết tốt các vấn đề khác biệt trên tinh thần hữu nghị để tập trung giữ ổn định tình hình tại Biển Đông. Mới đây nhất, vào ngày 12 tháng 10, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Hà Nội trong chuyến thăm chính thức 3 ngày tới Việt Nam từ 12 đến 14 tháng 10. Nội dung thông cáo của Chính phủ Việt Nam đưa ra sau cuộc gặp nói trên cho thấy Việt Nam và Trung Quốc đã đồng ý tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng, an ninh, kinh tế. Đồng thời, ông Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam xem phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Theo giới quan sát, bất kể tranh chấp lâu dài giữa Hà Nội và Bắc Kinh trên Biển Đông đã dẫn đến những bất đồng sâu sắc, hai nước vẫn đồng ý tăng cường quan hệ kinh tế. Theo đó, Bắc Kinh sẽ mở thị trường cho nông sản của Việt Nam, đổi lại Hà Nội sẽ tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam. Rõ ràng các thông tin liên quan đến các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo hai đảng Cộng sản trong những ngày gần đây đã dẫn đến những cải thiện đáng kể cho mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Một câu hỏi được đặt ra là có phải Tô Lâm đã phải xuống thang trước áp lực của phe bảo thủ thân Trung Quốc trong quân đội và nội bộ đảng hay không? Việc Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Lương Cường bất ngờ sang Bắc Kinh để mở yết kiến ông Tập Cận Bình cho thấy các thế lực chống lại Tổng Bí thư Tô Lâm đã chơi một cú tất tay trong canh bạc quyền lực ở chính trường Việt Nam. Kể từ sau hội nghị Thành Đô vào năm 1990 đến nay, ban lãnh đạo Bắc Kinh luôn tỏ rõ là thế lực thao túng, sắp xếp và bố trí nhân sự lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam. Cuộc chiến tranh giành quyền lực trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam còn tiếp diễn với những toan tính mưu mô xảo quyệt và những cú đánh dưới thắt lưng là điều không thể tránh khỏi. Đây là điều đã khiến cho ông Tô Lâm và phe cánh phải hết sức thận trọng. Tổng Bí thư Tô Lâm có thể sẽ tạm chấp nhận thoái lui để bảo toàn lực lượng trong cuộc chiến lâu dài khi đứng trước hành động cương quyết phải khuất phục được ông bằng mọi giá của ban lãnh đạo Bắc Kinh. Trong bối cảnh còn hơn một năm nữa trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 14 là một giai đoạn mang tính then chốt mà các cá nhân và phe cánh trong đảng cần nỗ lực hết sức mình nhằm đảo ngược tình thế để có lợi nhất cho đồng minh. Đồng thời, đây cũng là một giai đoạn đầy biến động và kịch tính. Mọi việc bất ngờ đang còn ở phía trước. Quý vị các bạn đã theo dõi bản tin Lương Cường yết kiến họ Tập, liệu Tổng Bí thư Tô Lâm có chịu xuống thang hay không? Từ bữa ăn của người lao động cần có sự cạnh tranh đến vấn đề phát triển quốc gia. Các sinh viên học quân sự tại khoa giáo dục quốc phòng an ninh thuộc trường Đại học Bách khoa Hà Nội tố cáo nhà ăn của nhà trường cho ăn cơm thừa canh cặn, vừa có cả ruồi rán trong khẩu phần ăn của họ. Theo báo Dân Chí vào ngày 8 tháng 10, nhiều sinh viên cho biết cơm thừa trong bát của từng bàn trong bữa ăn trước được thu gọn trộn đều và đổ vào khay, sau đó nhà ăn đã chia số đồ ăn thừa cho các sinh viên đến sau. Sau khi được truyền thông nhà nước phản ảnh trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự bất bình, đồng thời dư luận khẳng định đây là việc không thể chấp nhận được và đề nghị cần phải làm nghiêm xử lý đến cùng. Tuy nhiên, cách xử lý của ban lãnh đạo trường Đại học Bách khoa Hà Nội thể hiện sự khó hiểu, không thể chấp nhận được. Theo Phó Giám đốc Huỳnh Đăng Chính, một số thông tin phản ánh là đúng sự thật, nhưng cũng có những thông tin chưa chính xác. Trên mạng xã hội có sự tố cáo cho rằng lãnh đạo nhà trường đã lập tổ công tác điều tra xem có bao nhiêu sinh viên nói xấu trường trong các bài đăng trên mạng Internet để trừ điểm rèn luyện. Đồng thời, nhà trường cũng đưa ra các khuyến cáo đối với các sinh viên cần phải cẩn trọng trong việc bày tỏ ý kiến. Điều này dường như đã làm đổ gáo nước lạnh vào sự phẫn nộ của công luận.
Được biết, đơn vị cung cấp khẩu phần ăn cho sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội là công ty dịch vụ đầu tư thương mại Bách khoa. Mỗi ngày, đơn vị này cung cấp khoảng 2.000 suất ăn cho sinh viên tham gia huấn luyện quân sự. Các bữa ăn này do sinh viên nộp tiền trong khóa học 2 tuần với chi phí khoảng 1 triệu 600 ngàn đồng. Ngay sau khi sự việc bị tố cáo, nhà trường đã dừng hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn. Mới đây nhất, vào ngày 12 tháng 10, Bộ Giáo dục Đào tạo và có công văn gửi tới Đại học Bách khoa Hà Nội về sự việc kể trên. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Đại học Bách khoa Hà Nội xác minh làm rõ nội dung phản ánh của công luận về chất lượng bữa ăn không đảm bảo, đồng thời yêu cầu Đại học Bách khoa Hà Nội phải xử lý nghiêm minh tập thể và cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật. Những điều vừa kể trên thể hiện một lối tư duy của lãnh đạo Việt Nam ở mọi cấp, mọi ngành, từ trung ương tới địa phương, đó là luôn nhìn người dân như thế lực thủ địch. Hễ có ai lên tiếng, có ý kiến trái chiều, thì ngay lập tức tìm mọi cách để mà bịt miệng. Trong khi ý kiến của sinh viên trong vụ việc vừa kể trên là quyền cũng như trách nhiệm để bảo vệ quyền lợi của mình. Bên cạnh đó, ở Bình Dương, công ty cổ phần may mặc đã cho công nhân quẹt thẻ để chọn phần cơm mà mình thích. Công ty này đã thiết kế máy quẹt thẻ cho công nhân và cuối mỗi bữa ăn dựa vào số thẻ công ty sẽ thanh toán tiền với đơn vị nấu ăn. Quan trọng hơn, mỗi ngày ở nhà ăn sẽ có hai đơn vị cung cấp khẩu phần ăn khác nhau nhằm có sự cạnh tranh về thực đơn và phong cách phục vụ để công nhân có sự lựa chọn tốt hơn. Và điều đó mang lại những bữa cơm chất lượng cao nhất cho người lao động. Đây là một hình mẫu đáng chú ý và cần nhân rộng. Tương tự trong việc quản trị đất nước ở tầm vĩ mô, nếu có sự cạnh tranh bình đẳng giữa các đảng chính trị, để người dân có quyền lựa chọn thì chắc chắn đất nước sẽ phát triển tốt hơn rất nhiều. Vì cạnh tranh khiến các đảng phái phải đưa ra các chính sách hợp lòng dân và nỗ lực thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn. Đây là một sự thật rất đơn giản. Nhưng lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cứ giả điếc, không muốn nghe và không chịu hiểu. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cấp tốc sang thăm Việt Nam nhằm mục đích gì vậy? Khác với người tiền nhiệm là ông Nguyễn Phú Trọng, ông Tô Lâm được cho là một chính khách thực dụng, ít quan tâm đến vấn đề lý luận. Sau khi chính thức được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã có nhiều biểu hiện cho thấy cựu Bộ trưởng Bộ Công an sẽ xóa bỏ các di sản của ông Trọng để tạo ra các dấu ấn riêng của mình. Đặc biệt trong vấn đề đối ngoại, theo một số nhận định, Việt Nam sẽ ngả sang Hoa Kỳ và phương Tây nhiều hơn, đồng thời dần rời xa Trung Quốc. Đây là lý do khiến cho Bắc Kinh rất không hài lòng. Tuy nhiên, cũng theo một số nhận định khác, với Tổng Bí thư Tô Lâm, đằng sau các chủ trương của Thủ tướng Phạm Minh Chính cho thấy dường như đang cố tình làm lợi cho Trung Quốc. Đặc biệt, chính phủ Việt Nam dự định sẽ để một công ty của Trung Quốc thi công hệ thống cáp quang ngầm dưới biển. Điều này gây lo ngại rất lớn vì liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia, sẵn sàng có thể bị Trung Quốc nghe lén bất cứ khi nào và bất cứ ai. Mới đây, truyền thông nhà nước đưa tin Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường sẽ đến thăm Việt Nam từ ngày 12 đến 14 tháng 10. Ông Lý Cường được đánh giá là một tay chân thân cận của Tập Cận Bình. Điều đó có liên quan gì để các đánh giá sau vụ Trung Quốc tấn công tàu cá của Việt Nam trên Biển Đông đã làm bị thương rất nhiều ngư dân của Việt Nam? Có phải Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đến Việt Nam để hóa giải vấn đề này không? Hay để tiếp tục đe dọa Việt Nam nếu không theo đuổi họ? Thủ tướng Phạm Minh Chính vốn được cho là thân Bắc Kinh từ khi ông trở thành bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh. Bước tiến đó đã đưa ông trở thành trưởng ban tổ chức trung ương. Sau đại hội đảng thứ 13, ông Chính vượt qua cả phó thủ tướng Vương Đình Huệ để trở thành thủ tướng trước sự ngạc nhiên của giới quan sát quốc tế. Một số ý kiến cho rằng việc ông Chính thành công ngồi vào ghế thủ tướng có bàn tay sắp đặt từ Trung Nam Hải. Mặc dù truyền thông của nhà nước Việt Nam cho rằng chuyến thăm của ông Lý Cường được thực hiện theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chuyến thăm Bắc Kinh vào tháng 6 năm 2023 trước đó, nhưng có một số diễn biến rất bất thường từ chuyến đi này, đáng chú ý như sau. Thứ nhất là quan hệ giữa Việt Trung đã xấu đi rất nhanh và rõ rệt. Trên Biển Đông thì lực lượng chấp pháp của Trung Quốc nhiều lần ngang nhiên tấn công tàu cá, đánh đập dã man và bị thương nhiều ngư dân của Việt Nam, tịch thu và phá đổ của họ. Nó phản ứng quyết liệt của Bộ Ngoại giao Việt Nam được đánh giá là hiếm thấy với những vụ tấn công của Trung Quốc trên biển. Thứ hai, đây là thời gian mà chính trường Việt Nam sẽ có các biến động về nhân sự cấp cao nhất. Theo kế hoạch, từ ngày 21 tháng 10, Quốc hội sẽ bắt đầu kỳ họp, trong đó có dự kiến bầu chủ tịch nước mới thay cho ông Tô Lâm. Đồng thời, việc chuẩn bị nhân sự chủ chốt cũng như chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng lần 14 đang ở giai đoạn then chốt. Do vậy, một trong những nội dung trọng tâm nhất
mà Thủ tướng Lý Cường có lẽ không thể bỏ qua, đó là việc phải nhanh chóng hàn gắn mối bất đồng của ông Tô Lâm và ông Tập Cận Bình. Hơn nữa, ông Tô Lâm vừa hoàn thành chuyến công du Hoa Kỳ, gặp gỡ với Tổng thống Mỹ Biden. Đồng thời, Việt Nam vừa nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Cộng hòa Pháp, là một thành viên của Liên minh châu Âu và thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Điều đó gián tiếp cho thấy có lẽ Bắc Kinh cần phải nhanh chóng phục hồi mối quan hệ bình thường, cũng như tăng cường khả năng ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Việt Nam dưới thời Tổng Bí thư Tô Lâm, vì lo ngại Việt Nam ngả sang phương Tây. Có suy đoán cho rằng chiến thuật tạo sức ép lên ông Tô Lâm thông qua việc sử dụng các cá nhân và phe cánh thân Trung Quốc trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam dường như đã thất bại. Một số vấn đề khác mới đây, ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thống nhất chủ trương về việc xây dựng dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Và sau đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt quyết tâm cao, khẳng định chỉ bàn làm, không bàn lùi. Từ đó có suy đoán cho rằng dự án đường sắt cao tốc này sẽ là một trong những nội dung trọng tâm trong cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin ngày hôm nay, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cấp tốc sang thăm Việt Nam nhằm mục đích gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.